Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Long về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau một thời gian chuẩn bị, Đảng bộ xã Phong Thạnh Tây B đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Phóng viên chuyên mục có vài ghi nhận về sự kiện chính trị quan trọng này. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Phong Thạnh Tây B đã tập trung nỗ lực thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Năm 2015 đạt 7%, đến năm 2020 tăng 11,8%. Tổng sản phẩm GRDP năm 2020 đạt gần 814 tỷ đồng. Trong đó, nông nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng 39%, thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 38,5%, xây dựng chiếm tỷ trọng 22,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 61 triệu 300 ngàn đồng một người một năm. Nhìn chung, đời sống của người dân trong xã đã được cải thiện đáng kể, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống nhân dân thì ngày càng có thấy thay đổi, ví dụ như là cái bộ mặt nông thôn thì nhà cửa thì được khang trang, trên đó là cái vấn đề cái kinh tế, rồi cái xây dựng cơ sở hạ tầng thì phải nói là cái hệ thống cơ sở hạ tầng điện đường trường trạm thì ngày càng được cái ở trên đầu tư và mở rộng, thể hiện như là cầu đường ấp liền ấp, xã liền xã, rồi trường trạm thì được đầu tư cũng như xây dựng là như trạm y tế là đạt chuẩn quốc gia về y tế, rồi trường học thì đạt chuẩn quốc gia trường học, là tóm lại là cơ bản phải nói là cái lĩnh vực là cái kinh tế thì phải nói là cái phải nó đạt được, thấy so với nhiệm kỳ trước là thấy nó có thay đổi nhiều hơn. Là người dân địa phương, chú có cảm nhận về cái sự đổi thay của quê hương mình qua 5 năm trở lại đây ạ? Nói chung là tôi là Bùi Việt Thắng ở địa phương này, ở xã Phong Thạnh Tây B. Nói chung là nhờ sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, cho nên là mấy năm gần đây dân chúng ở đây là bà con ở đây là làm ăn nó cũng tương đối phát triển, đời sống cũng tương đối vươn lên, rồi là phong cảnh là nhà cửa này kia nọ cũng khang trang, cuộc sống là nói chung là cũng tương đối ổn định. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phong Thạnh Tây B đã xây dựng nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, phát triển. Trong 5 năm tới, xã quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới xây dựng xã trở thành đô thị loại 5. Mục tiêu phương hướng phát triển là đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng. Phát huy tiềm năng thế mạnh sản xuất thủy sản theo hướng công nghệ cao, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt các chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu năm 2025, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thì trên cơ sở các cái kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thì Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng mạnh dạn là xác định trong nhiệm kỳ tới là xác định tập trung ba cái nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá. Thứ nhất là xác định là tiếp tục xây dựng, làm tốt công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, gắn liền với công tác sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, làm thế nào để xây dựng được một cái đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cái thứ hai nữa thì cũng xác định là tập trung phát triển kinh tế, mà trọng tâm là phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, rồi phát triển con tôm theo cái hướng là ứng dụng công nghệ cao, rồi là chuyển giao khoa học kỹ thuật vào trong cái nuôi tôm quảng canh cải tiến để làm thế nào để giảm bớt rủi ro cho bà con nhân dân, rồi phát huy các cái hiệu quả của các cái mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, rồi là phát huy các cái mô hình nuôi tôm kết hợp như là tôm cá, tôm lúa, dân dân, rồi là vận động các cái doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cái cơ sở chế biến
thu mua tôm nguyên liệu cho bà con nhân dân, từ đó để tạo cái đầu ra bền vững cũng như là từng bước nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong xã nhà. Cái thứ ba nữa thì cũng là cái mục tiêu phấn đấu của xã là tiếp tục phấn đấu đến năm 2024 thì xã sẽ đạt cái tiêu chuẩn là xã nông thôn mới kiểu mẫu và xã sẽ đạt cái tiêu chuẩn đô thị loại năm vào năm 2025. Thì đối với ba cái nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá thì với cái truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị cao thì ban chấp hành đảng bộ xã cũng tin tưởng là trong nhiệm kỳ tới sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Đại hội đảng bộ xã Phong Thành Tây B lần thứ 7 đặt ra mục tiêu đến năm 2025 xây dựng xã đạt chuẩn đô thị loại 5, thu nhập bình quân đầu người trên năm đạt 110 triệu đồng. Để đạt được hai mục tiêu quan trọng này, trên lĩnh vực sản xuất, xã Phong Thành Tây B tiếp tục phát huy tiềm năng và lợi thế về đất đai, lao động tại địa phương, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất với các mô hình nuôi thủy sản kết hợp các đối tượng có giá trị kinh tế cao. Xã phối hợp với các ngành chức năng cấp trên quy hoạch vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, tranh thủ với cấp trên xây dựng trạm bơm phục vụ lúa vùng mặn trên địa bàn, kết hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản, các loài động vật hoang dã nhằm hạn chế rủi ro trong chăn nuôi sản xuất, phát động nhân dân cải tạo vườn tạp, trồng và nuôi các đối tượng cây con có giá trị để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Thì nói chung cái ước muốn của tôi á, là trong cái thời gian tới á, thì cũng mong các cấp chính quyền làm thế nào để hỗ trợ về vấn đề thủy nông nội đồng, có nghĩa là nạo vét các cái kinh để làm thế nào đủ nước để cho nhân dân là sản xuất, mà nhất là cái công tác cái cấp cung cấp nước á, nói chung là thường là thiếu nước, không đủ để bơm để nuôi trồng thủy sản nè. Cái thứ hai là vấn đề tạo điều kiện cho nông dân là hiểu biết thì phải tạo phải là tập huấn cái công tác kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản, nhất là tôm cua, thì để nông dân hiểu biết được, nắm được cái tình hình mà để sản xuất làm thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Nhưng mà ở đây á là người dân ở địa phương, cho nên tôi có những yêu cầu như thế này. Để cho cuộc sống của người dân ở địa phương này là tốt đẹp hơn, là khá giả hơn, sung túc hơn, thì chúng tôi mong mỏi nhà nước quan tâm tới vấn đề là con tôm. Là gì? Ở địa phương này, ở quê hương này, chúng tôi sống là nhờ con tôm. Nói chung là con tôm là mũi nhọn của ở địa phương này. Do đó là nhờ chính quyền là nên nghiên cứu kỹ vấn đề là cấp nước và thoát nước để cho cái con tôm nó được phát triển, nó sống được. Nếu con tôm sống được thì người dân ở đây mới có thể là sống được, mới có thể là sung túc khá giả hơn lên. Chợ Chủ Chí được xem là trung tâm kinh tế văn hóa của xã Phong Thành Tây B. Nơi đây có tuyến lộ Phụng Hiệp đi qua và các tuyến lộ liên ấp. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Chủ Chí và khu chế biến tôm, thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát triển. Tại đại hội đảng bộ xã Phong Thành Tây B lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới là tập trung khai thác mọi tiềm năng, lợi thế trên tuyến lộ Phụng Hiệp đi qua, tạo điều kiện để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư và hộ dân mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn, sắp xếp trật tự mua bán khu vực chợ, từng bước đưa vào nề nếp, đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán của người dân. Theo chú thì để cái chợ Chủ Chí này nó phát triển hơn nữa thì chú cần mong muốn gì đối với nhà nước trong việc phát triển cơ sở hạ tầng? Cái công việc mà cơ sở hạ tầng thì bây giờ chúng tôi mong mỏi là đường, lộ, rồi cầu là được thông thoáng, rồi là nó có cái sự giao lưu, giao thông là thông thoáng thì là đời sống nhân dân ở đây là nó mới trở nên là khá giả hơn, là tiện lợi hơn. Ví dụ như có cầu á, thì là ở đây là chúng tôi mới phát triển được. Ở đây nói chung là ở vùng, ở xã Phong Thạnh Tây B này cũng như là một cái bán đảo,
là tại vì là chưa có cầu qua lại từ giữa bên đây và bên Phong, bên Gia Rai. Do đó mà ở đây là tụi tôi như là cái bán đảo. Nếu trường hợp mà có gì xảy ra sự cố, chẳng hạn như là hỏa hoạn hay là gì gì đó, thì ở trên chắc lẽ là tiếp xúc là hoặc là giúp đỡ chúng tôi không được. Do đó chúng tôi đây là tự lực tự cường. Ở đây có cái đội là phòng cháy chữa cháy. Nhưng mà cái đó là cái nhỏ thôi. Còn cái mà mong mỏi của chúng tôi dân địa phương ở đây á, là làm sao để có cầu lộ để thông thoáng và là tiếp xúc được những cái gì mà ưu đãi của nhà nước cấp trên. Tuy còn hạn chế ở một số mặt, song Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long đã đánh giá cao đối với Đảng bộ xã Phong Thành Tây B trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Đảng bộ xã đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ xã lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện cái chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, cái kế hoạch số 111 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ ủy có xây dựng cái kế hoạch số 77 chỉ đạo cái đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Thì đã qua, Ban Thường vụ ủy đã tổ chức thành công 19 trên 26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Và hôm nay là đại hội đảng bộ xã Phong Thịnh TB cũng vừa kết thúc. Và thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi cũng đánh giá đây là một cái đại hội thành công tốt đẹp. Và tại đại hội này thì cũng báo cáo các đồng chí là về nhân sự theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và đảng bộ cũng đã có cái chuẩn bị tốt từ cái khâu quy hoạch cán bộ, rồi đào tạo, rồi là phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ. Do vậy thì trong cái quy hoạch ban chấp hành mới được cái sự đồng thuận cao ở trong đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, thì qua cái quy trình làm tác cán bộ chặt chẽ, dân chủ và công khai minh bạch, thì ở đại hội này đã bầu là ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 đúng theo số lượng là 15 đồng chí và đạt theo yêu cầu cơ cấu. Và xét thấy về tiêu chuẩn thì đã nâng lên rõ rệt, nhất là cái trình độ năng lực cán bộ cũng được đào tạo, hầu hết các đồng chí đều đạt chuẩn cái trình độ lý luận chính trị cũng như là chuyên môn nghiệp vụ để đủ cái yêu cầu mà phục vụ trong thời gian tới. Đại hội đảng bộ xã Phong Thành Tây B, huyện Phước Long lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2026 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới xây dựng xã trở thành đô thị loại 5, đưa đời sống của người dân ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Phước Long xây dựng nông thôn mới kỳ tháng 5 với chủ đề Đảng bộ xã Phong Thành Tây B tổ chức thành công đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.